Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin thời sự, mục nhịp sống đô thị, phản ánh công tác bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Thanh Hóa, tháng hoạt động thể dục thể thao và giải chạy tập thể Việt dã thành phố Thanh Hóa lần thứ 15 năm 2023, với sự tham dự của các đại biểu trung ương, tỉnh, thành phố Thanh Hóa, cùng hơn 4.000 người đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, các câu lạc bộ thể dục thể thao và 34 phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hơn 4.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên đến từ các phường xã, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã sôi nổi tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với cự ly 1 km và tham gia phần thi chạy tập thể. Phần thi đấu của giải Việt dã thành phố Thanh Hóa lần thứ 15 đã thu hút 400 vận động viên tranh tài ở hai nội dung 5.000m nam và 3.000m nữ. Trong tuần, Đảng bộ phường Thiệu Khánh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày chia tách Đảng bộ, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ phường. Được thành lập vào tháng 3 năm 1953, trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ phường Thiệu Khánh đã vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, lãnh đạo nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh sẵn có, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để lãnh đạo, điều hành xây dựng và phát triển địa phương. Với những kết quả đã đạt được, cán bộ và nhân dân phường Thiệu Khánh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Thiệu Khánh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ phường Thiệu Khánh giai đoạn 2021-2022. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục thành phố xếp thứ 3 toàn tỉnh về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thành phố Thanh Hóa có 326 học sinh đạt giải, 137 giáo viên có học sinh đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi học sinh giỏi. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã trao thưởng cho 10 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Trao thưởng cho 10 giáo viên trung học cơ sở và 8 giáo viên trung học phổ thông có học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Trao cờ nhất toàn đoàn cho học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh. Phòng học thông minh với các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, tăng khả năng hiểu biết và vận dụng về kỹ thuật số của học sinh, nâng cao hiệu quả học tập là một trong những mục tiêu mà ngành giáo dục thành phố Thanh Hóa đang triển khai thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu về chuyển đổi số. Qua thời gian, việc đưa vào hoạt động các phòng học thông minh tại các trường học trên địa bàn thành phố đã phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong hoạt động dạy và học ở các nhà trường. Với thiết bị trả lời câu hỏi trực tiếp qua màn hình cảm ứng tương tác, giáo viên có thể kiểm tra nhanh kiến thức bài học của tất cả các học sinh trong lớp. Việc dạy và học tại các phòng học thông minh cho thấy, học sinh hứng thú, tiết kiệm thời gian cho giáo viên, bài giảng sinh động, hấp dẫn hơn, phương thức giảng dạy của giáo viên linh hoạt, thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, đánh giá trực tiếp. Học tập nhóm có hiệu quả cao hơn và tiêu chí thiết bị công nghệ thông tin dễ sử dụng, khả thi. Để phát huy hiệu quả của mô hình phòng học thông minh, cùng với nguồn kinh phí của nhà nước dành cho giáo dục, các trường học trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa, kêu gọi các nguồn tài trợ từ phía các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân để đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ phòng học thông minh. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác tối đa hiệu năng của mỗi loại thiết bị, chuyển giao, tập huấn cho giáo viên để nâng cao chất lượng mỗi tiết dạy. Việc xây dựng phòng học thông minh đang được các địa phương, các nhà trường trên địa bàn thành phố hết sức quan tâm và đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thành phố Thanh Hóa thường xuyên tuyên truyền, vận động các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc cung ứng sản phẩm dịch vụ an toàn ra thị trường, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trước khi phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hạn thương mại tổng hợp Minh Đào Dũng đã đến các đơn vị sản xuất thực phẩm sạch của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, CJ Hàn Quốc để tham quan, tìm hiểu và nắm bắt quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, từ đó phối hợp với các đơn vị cung ứng thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ đến tay người tiêu dùng. Hiện công ty đang cung cấp cho 90 cửa hàng thực phẩm sạch, hệ thống siêu thị trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100 sản phẩm các loại. Công ty CP thì có các cái hệ thống từ trang trại đến bàn ăn, chăn nuôi và các hệ thống về thức ăn chăn nuôi và các trang trại chăn nuôi đấy, thì rất là đảm bảo an toàn thực phẩm. Thành phố Thanh Hóa là nơi tập trung lưu thông hàng hóa thực phẩm của toàn tỉnh. Đây là điều kiện để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường. Năm nay, chủ đề ngày tiêu dùng 15 tháng 3 là thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lưu thông trên thị trường, không để lưu thông những hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cảnh báo và hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua hàng, các dấu hiệu nhận biết hàng thật và hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, công khai thông tin và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Với cái thương hiệu 50 năm đã phục vụ tất cả các khách hàng ở trong tỉnh, thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để đưa được cái sản phẩm của mình để đạt được một chất lượng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc của vải và chất lượng may đo để an toàn cho người tiêu dùng. Thành phố Thanh Hóa còn khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các chương trình tri ân khách hàng, có chế độ khuyến mại, kích cầu mua sắm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, cải thiện thái độ phục vụ, đổi mới các phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, chủ động xây dựng đồng bộ các công cụ hỗ trợ khách hàng như tổng đài giải đáp thắc mắc trên website thương mại điện tử của đơn vị, trên Facebook, Zalo. Tăng cường công tác quản lý việc thanh toán không dùng tiền mặt và bảo vệ người tiêu dùng trong quá trình mua sắm hàng hóa qua mạng, khuyến khích khách hàng tăng tính bảo mật thông tin trong thanh toán để hạn chế rủi ro phát sinh. Để hưởng ứng cái tháng 3 tháng để người tiêu dùng thì công ty chúng tôi Hyundai Thanh Hóa nói riêng đã triển khai nhiều gói chương trình hỗ trợ cho đến khách hàng người tiêu dùng, như chương trình về dịch vụ chúng tôi đã triển khai những chương trình khuyến mại dịch vụ, và về sản phẩm thì chúng tôi cũng triển khai rất nhiều chương trình hỗ trợ đến khách hàng về tiêu dùng. Để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường, ý thức trách nhiệm của các đơn vị sản xuất kinh doanh thì người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có uy tín, thương hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình. Đội cũng tích cực trong công tác kiểm tra và xử lý. Ngoài ra thì trong quá trình vừa qua, đội cũng đã kiểm tra và xử lý hơn 10 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm đấy, và tuyên truyền cho tất cả các hộ kinh doanh hàng hóa minh bạch, rõ ràng về thông tin, rõ ràng về chất lượng và niêm yết giá đầy đủ để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng. Các khẩu hiệu trên các tờ rơi băng rôn ở các tuyến đường là những thông điệp mà các đơn vị sản xuất kinh doanh chân chính luôn hiểu rõ. Kinh doanh lành mạnh, minh bạch, an toàn không chỉ đơn thuần là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng mà còn để xây dựng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, tạo ra sự phát triển bền vững. Chuyên mục Truyền hình Thành phố hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.